nó mình cũng về chung với cái lô máy mà cắt 100 V ngày qua đấy nè. Hôm nay mình sẵn vượt thừa thắng xông lên mình review nó luôn. Ở bên trong đó, mọi người coi mình báo giá luôn nha. Rồi mình review chi tiết về nó đó. Cái hàng thương mến thì có thể là đặt hàng ủng hộ kênh nó hàng được. Rất là tuyệt vời. Với cái sức mạnh của nó làm được rất là nhiều việc mà giá nó cũng sẽ hợp lý. Mọi người coi review bên trong, mình báo giá luôn ở trong á. Và thừa thắng xông lên với đàn hôm nay ngày 8 tháng 8 thì đây là trên màn ảnh là chúng ta đang theo dõi là mic 315VS. Bên trong mình sẽ chuẩn bị review chi tiết. Nhưng mà để tránh thời gian dông dài cho tất cả quý hàng khắp muôn phương, đây là dòng máy công nghiệp nặng. Và nó sử dụng được hai nguồn điện với đàn 220-380V sử dụng cùng dây 15 kg, có model mic 315VS rất rực rỡ lòng em đó. Thì ngày hôm qua nếu như cắt 100V nó cắt miếng sắt 20 ly ngọt ngào thì đây là đường hàng do chính đôi tay của mình đã sử dụng trên con mic 315VS này để hàng với cái giá rất là tuyệt vời. Giá này bên Úc hiện giờ một con máy như thế này giá 17 triệu 500 ngàn, nhưng mà về đến Việt Nam quá, mình nay mình còn về chung một lô với con bóc với con 210F của Sanyo, mình có khoảng 7-8 cái gì đó. À, thì rất tuyệt vời dành cho những cái công ty lớn lớn và vừa đó, chứ khách hàng nhỏ nhỏ gia đình mua con này không phù hợp đâu. Thì với thị trường bên Úc thì giá 17 triệu 500, nhưng mà ở Việt Nam thì mình sẽ để một cái giá là 11 triệu đồng bao ship khắp muôn phương, bảo hành 3 năm, đổi mới trong vòng 1 năm đầu tiên nếu mà có trục trặc. Thực ra chất lượng của nó rất cao. À, thì với giá 11 triệu đồng thì em nói là một cái máy rất là tuyệt vời, nặng 24 kg. Bên trong video thì mọi người sẽ coi kỹ luôn nha, chứ mình báo giá rồi, ai cảm thấy thích thì tiếp tục coi, còn không thích thì khỏi coi. Đó, nhiều người sẽ không thích thì thường là cần cái báo giá trước. Rồi bây giờ là 11 triệu sẽ có một cái đồng hồ CO2, một con máy xịn hào, một cây kìm hàng que 3 m miên man như thế này. Rồi 3 m kẹp mát dài miên man như thế này, cáp 100% dây đồng, 10 bộ bét hàng mít nè, ba cái chụp khí, một cây súng đua châu Âu đầu Bana 200 ampe xịn hào, rất là tuyệt vời như thế này. Một hũ sáp hàng nữa, một cái nón hàng điện tử nữa. Rồi tặng thêm cho quý hàng là một cuộn dây 5 kg có dùng khí đi nha, để mình về mình test máy mình xài, để cho khi mà nhận hàng cho nó tiện, cho nó tuyệt vời. Rồi mọi người theo dõi bên trong mình review chi tiết. Và kính chào tất cả quý hàng thân mến, quay trở lại kênh máy hàng em Quyền nha. Giống như ngày hôm qua mình thông báo là siêu phẩm Bock Raptor 200 Multirole Sex Welder, bộ nguồn máy bay xăng vô. Nguyên cái mặt điều khiển thông minh này thì do hãng Bock của Australia nó đặt, còn bộ nguồn là hãng xăng vô làm. Thì ngày hôm qua mình về cũng không nhiều, về về hàng lẻ quá, là về lô LCL, tức là hàng không phải nguyên công á, là 50 máy và 500 con máy ạc 210F sang vô, cũng như về được 7 con máy cắt 100VE. Thì bên cạnh đó cũng còn có được 5-6 em này. Thì hôm nay là để sẵn dịp làm luôn những con máy của top gun này, thì Bock Raptor này sẽ được xuất hiện trong nay mai mà thôi. Mình sẽ review trở lại một lần nữa và mình công bố rộng rãi là gì. Chúng ta sẽ có được 50 máy để đáp ứng cho tất cả khách hàng khắp muôn phương về dòng máy này. Thì hôm nay sẵn cái dịp rồi, mình làm cho hết cái series Top Gun luôn. Thì trên màn hình quý hàng đang nhìn thấy là dòng máy MiG 315VS, rất là tuyệt vời. Vậy bây giờ mình sẽ mở nguồn và mình review liền em nó là gì. Chúng ta đi cắm điện một pha. Đầu tiên mình sẽ cắm điện một pha để mình xử lý con máy này. Mời tất cả quý hàng theo dõi nha. Đây mình sẽ cắm điện một pha vô đây. Máy thì sẽ sử dụng được là hai nguồn điện. Rồi bây giờ mình sẽ mở nguồn nè, cái thang mở lên, rực rỡ lòng em. Rồi máy đã được khởi động. Đây là một siêu phẩm máy rất là tốt, rất là chuẩn, nhưng mà mình sẽ vô đi theo cái hướng review nhanh giống như cái kênh bên châu Âu là Make and Test. Cái thang nhìn thấy design cái mặt là thấy đúng đáng dáng công nghiệp rồi. Cái thang nhìn thấy máy rất đẹp nè, đúng không? Xách lên rất nặng. Rồi anh lắp một cái cuộn dây 15 kg và cho mọi người coi sự tuyệt vời của nó. Đây là dòng máy mít 15 kg chuyên nghiệp đó mà mình đang khui một cuộn dây R70S6 nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiến hành lắp liền cho tất cả quý hàng coi nó có cho theo một cái gá để mình xài cùng dây 5 kg nữa. Để khớp rồi chúng ta sẽ đậy nắp này lại rồi dặn nó vô. Thì cái đầu dây nó đang nằm đây, quý hàng chú ý nè ha. Rồi mình sẽ lôi cái đầu dây này ra.
cắt nó đi. Cái khâu này là mình chỉ rất kỹ để mọi người mới mua máy mít lần đầu không biết cái cách lắp. Rồi chúng ta sẽ đẩy cái này vô đây nè các bạn, đẩy nó vô đây rồi lú ra. Rồi, đầu dây nó đã lú ra đây và chúng ta sẽ gài cần đề dây xuống khóa vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ đập hộp cây súng này, đập hộp cây súng này luôn. Đây là máy của Úc, chất lượng rất là cao và mình cũng sẽ bảo hành 3 năm. Rồi mọi người chú ý cách lắp đầu dây này vô, nhẹ nhàng tình cảm mình sẽ lắp này vô đây. Rồi dặn cái này lại cho thật chặt và máy của chúng ta đã được lắp dây xong xuôi. Các bạn chú ý ha, nhấn nút bình trên dây nó sẽ tự động chung ra ngoài, mời mọi người theo dõi nè. Nhấn dây nó chạy miên man, nó rất là rực rỡ lòng em đây. Máy này là một dòng máy công nghiệp dành cho những nhà xưởng lớn. Nhớ rằng những cái khách hàng gia đình là xài con máy này nó hơi quá lực. Cái phím mềm này mình chuyển chế độ hàng que, chuyển chế độ hàng lip tích, nhấn vào đây là hàng mít. Và bên này là mình sẽ chọn là dây solid, có nghĩa là dây đặc mình đang xài, và đây là dây không dùng khí nè. Bên này là 2T và 4T, máy điều chỉnh rất đơn giản. Lúc này mình chỉnh tốc độ dây ra, nút này là mình sẽ chỉnh điện áp hàng, nút này mình chỉnh kháng âm 5 hoặc là cộng 5. Nó sẽ làm cho cái mịn hồ quang là nó bắn chỉnh nhỏ nhỏ nè, nó độ bắn té nó nhỏ thì mình sẽ cho số âm, còn bắn té nó nhiều mình chỉnh số dương. Đó, mình bây giờ mình sẽ chỉnh ở trạng thái là âm 3 thôi, nói rằng cho độ bắn té nó ít. Đây là con máy nè, sức nặng của nó cỡ nào, đây là đúng máy công nghiệp nè. Các bạn nhìn kìa, nó nặng bao nhiêu ký đây, 24,5 kg. Đó, rất là rực rỡ lòng em, mọi người thấy tướng tá nó để đó ha. Bây giờ nè, mình để hàng cái miếng sắt 8 ly này thì mình sẽ chỉnh là cái tốc độ dây nó tương đương khoảng tầm là 10 mét trên một phút đi. 10 mét là lớn lắm á, mà mình cho là 9 mét trên phút. Máy của Úc với châu Âu nó chỉnh bằng này không à, mét trên phút. Ở này nó tương đương khoảng tầm là 180 ampere đó. Rồi mình sẽ chỉnh điện áp tầm là 21V. 22V2 đi. Rồi mình đi tiến hành mình hàng liền cho tất cả quý hàng coi liền. Với thằng thấy một sự rực rỡ lòng em của một con máy sức mạnh nó cỡ đó không? Quá tuyệt vời không? Đúng không với thằng? Rồi bây giờ mình sẽ test một đường hàng góc này cho mọi người coi nè. Đây mình sẽ hàng chính cái góc này lên đây. Dưới thang có thể đi thẳng và có thể lắc mỏ lên xuống kìa. Giờ nó rất rực rỡ lòng em. Rất tuyệt vời. Một là lắc mỏ vậy. Rồi mình đẩy một đường nữa cho mọi người ha. Tốc độ hàng rất là nhanh. Rất là đạt, độ ngấu luôn. Rồi mình sẽ lật mặt kia lại mình làm một đường cho mọi người coi nha. Quá rực rỡ lòng em, có hàng thấy đường hàng không, thấy mất ghiền luôn á, thật sự luôn á. Rồi xong, đó là đối với một pha thì mình làm tới đó là được rồi quý thằng. Bây giờ mình sẽ vô cái con máy ba pha. Một pha quý thằng muốn mình đẩy đường nữa đi ha, mình đẩy đường cho nó rực rỡ lòng em nữa nha. Một pha mình đã thực hiện mấy đường rồi nè, một đường trên mặt phẳng nè,
một đường trên gốc nè, và một đường trên gốc còn lại nè, nó rực rỡ lòng em. Rồi bây giờ mình có miếng sắt này, mình sẽ quất một đường nữa cho mọi người coi cho nó đã, thì mình cũng ghiền nữa. Cái này là mình mới có chỉnh sơ sơ là mình đã vô mình hàn cái thằng nữa. Đúng rồi, mình chịu khó mình tinh chỉnh lại một xíu nữa. Cái này là điện áp nó đang hơi dư á, mình có thể giảm xuống nửa vôn hoặc một vôn nữa thì cái tiếng hàn nó sẽ ngọt ngào hơn rất là nhiều. Đó, mình đã thực hiện xong cái đường này rất là đẹp, rất là dày và rất chắc đường hàn. Tại mình có điện thoại với thằng nghe không, cho mình ngưng lại cái. Đó, mọi người chiêm ngưỡng cái đường hàn rất sạch đẹp, rất là tuyệt vời. Rồi, sẵn cái điện thoại nó cũng tắt rồi, bây giờ mình đẩy tiếp đường cho mọi người coi nè, gieo ngược lại nè, vô. Quá tuyệt vời. Xong. Đó là những gì mình thực hiện trên máy một pha này. Mà mọi quý hàng muốn thì mình đẩy luôn một độ dày cái nữa đi. Không có nghĩa là nó không hàn được đâu ha. Mình sẽ lụm cái miếng sắt này. Đây, cái miếng này nó tương đối dày nè. Rồi, mình sẽ đẩy một cái đường hàn này liền. Máy một pha nha. Vô. Đó, đây là cái cách hàng mít mà về độ dày nữa nè, mình phải làm sao cho nó đạt cái độ nấu xuống dưới, đưa cái mỏ qua, đưa cái mỏ lại để mình điều phối cái hồ ra để cho nó đạt được cái độ nấu tuyệt vời của nó như thế này. Đó, đó là cái đường hàng mà mình nấu trên cái miếng sắt dày 30 ly. Đó, mình sẽ thấy rất là ghiền với này, mình chưa xài hết công sức của máy luôn. Công suất của máy này là mình chỉnh lên tới 18 mét trên phút, tức là tương đương với 315 ampe. Mà mình đã hàn cục sắt 30 ly nó khủng hoảng như thế này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ làm một đường nữa cho tất cả mọi người coi sự rực rỡ lòng em. Đây, một đường nữa nha. Vô. Nó quý hàng khi mà hàng mít mình hàng đều dày là mình phải hàng như thế, chứ không phải là đẩy đi một đường được đâu. Quý hàng quy tắc phải lắc mỏ, không lắc mỏ là không bao giờ hàng được. Đi thẳng là được, thì mình chỉ hàng vô những cái đồ mỏng từ 6 ly đổ lại thôi. Còn những cái đồ dày như thế này buộc lòng quý hàng phải lắc mỏ như thế này nè. Quý hàng đang theo dõi đây là tốt gần 315 VS, rất là tuyệt vời. Mình về chung vừa rồi một cái xe ba gác với con máy bóc đó, thì mình đang thực hiện một cái đường hàng dày 30 ly. Mấy thằng nhìn thấy không? Rất là rực rỡ lòng em. Đó, mình đã thực hiện xong hai đường luôn. Đây, đường đầu tiên, đường thứ hai này. Dày 30 ly với cái con máy là 315V. Quá rực rỡ luôn á. Nguyên tắc là mình phải săn phe lớn hơn nữa, nhưng mà mình đang hàng tạm thời trên cái video này thôi. Rồi, xong, bây giờ mình qua con máy 3 pha nha. Nhớ thằng thấy không? Bây giờ mình cúp cái CB 3 pha này xuống. Rồi mình sẽ gài nè, mình rút cái điện một pha ra luôn cho nó an toàn ha. Rồi, bỏ con máy một pha ra rồi. Bây giờ mình đấu 3 pha nè. 3 pha này là 3 pha 2 dây nóng nè, 1 dây nè. 2 dây nè. Rồi, rất được rỡ lòng em. Rồi, mở điện nguồn lên. Rồi, con máy 3 pha nó cũng đã được khởi động lên rồi các thằng thấy không? Bên trong là mình đang lắp cuộn dây 1 ly nha các thằng. Chứ không phải là dây 8 gem. Cái máy mà xịn hào nữa, cái lắp dây 1 ly, còn bên kia 8 gem nó nhuyễn hơn nè. Mọi người thấy nó kỹ, mình không có gian dối mập mờ đây đâu. Đó, dây này nhuyễn hơn, dây này là to hơn, nhìn rất là kỹ. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cái kháng lên tầm số 3, âm 3. Mình sẽ chuyển lên dây solid. Mình sẽ chỉnh cái âm be hàng này lên số 12.
2 mét trên một phút để mình quất một cái miếng sắt dày trên con máy ba pha này, cũng là đẩy mạnh một lần nữa. Rồi mình chỉnh vôn hàng là tầm 22 vôn 5. Rồi bây giờ mình sẽ hàng cái miếng sắt 20 ly này cho tất cả quý khách hàng coi. Nó mình được thực hiện xong cái đường 20 ly nè quý thầy, thấy không? Đạt không? Đi ra rất là rực rỡ lòng em. Nếu mà xét về độ ngấu nó cũng đã ngấu dữ lắm rồi, nguyên tắc mình săn phe lớn hơn nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy một cái miếng mặt còn lại để quý thầy thấy được cái độ rực rỡ lòng em của nó. Mình hàng một đường nữa thôi nha. Vô, mời tất cả quý thầy theo dõi nè. Đó là cái đường hàng trên miếng sắt dày 20 ly. Thì khách hàng phải hình dung ra những cái sự tuyệt vời của những cái dòng máy của Úc, nó phải là như vậy. Nó hàng nó phải đủ lực, đủ những cái công năng của nó, chứ không phải là vô làm khơi khơi là không có được đâu nha khách hàng nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô mình thử một cái tính năng thứ ba của nó là hàng que nè, mình thử không dùng khí cuối cùng nha. Kìm hàng que đây. Mình sẽ bật qua chức năng hàng que nha khách hàng nha, nhìn nè. Qua MMA kẹp đổ 4 ly vô. Đốt rực rỡ lòng em cho tất cả quý hàng coi nè. Chọt một phát ăn ngay. Quý hàng đang theo dõi, mình đang đốt cái đũa 4 ly trên con máy MIG 315VS, cũng vừa kéo chung với cái lô máy mà bốc 200 multi-rail sensor đó quý thầy. Vừa được 5-6 cái gì. Hôm nay sẵn thừa thắng xong lên, ngày qua review cắt 100V. Thế bữa đúng là bữa nay làm review con bốc 200 multi-rail sensor. Ngày thầy sẵn dịp về thừa thắng xong lên quất luôn cái con MIG 315VS nè. Ở trong mình review kỹ lắm như thế này. 315VS là của Top Gun, rất là rực rỡ lòng em ở trong á, giá cũng rất hợp lý, bảo hành cũng 3 năm nữa nè. Đó, mọi người tiếp tục theo dõi, bên trong nó sẽ có đầy đủ chi tiết hơn. Đây là chỉ mới khoe bên ngoài ví dụ hàng que này thôi, nói ra nha. Đó, mọi người mà cảm kích thương mến thì cho mình xin một nút like, một cái nút đăng ký kênh để cái kênh nó càng phát triển lên. Chứ bây giờ là kinh tế nó khó khăn mà đó. Người đăng ký thì cũng ít. Rồi nè, mình vừa hàng đó là coi có gì coi review bên trong nói rằng ha. Đó, còn đây là cái đường hàng 4 ly mình cũng mới vừa thực hiện xong nè các thằng, thấy không? Rất là rực rỡ lòng em, tuyệt vời. Rồi một cái tính năng cuối cùng nữa là hàng mít không dùng khí. Cái súng mình sẽ gắn vào dấu trừ. Rồi mình chỉnh cũng nhẹ nhàng tình cảm, mình bật qua lắc mà. Mình sẽ cũng hàng cái cục sắt dày 30 ly đi. Mình sẽ chỉnh là tầm 10 mét. 9 mét trên một khúc thôi, có nghĩa là tương đương khoảng tầm 150A đó. Rồi điện áp mình sẽ cho lên là 19.5.
Đó, mọi người mua con máy này có thể đi ra công trình, không có chở theo chai khí lình kình, thì mình sẽ đốt bằng dây không dùng khí như thế này nữa nè. Nếu mà ngán chở chai khí theo nó cực á, thì mình sẽ đốt cái trạng thái là không dùng khí như thế này, và cái sức mạnh đốt của nó cũng khủng hoảng luôn. Và mọi người coi tiếp theo là mình đang hàng ở cái chức năng hàng mít không dùng khí trên con máy mít 315 VS này, cái hàng thấy không, quá rực rỡ lòng em. Mình để đường này đây nha, mình đẩy một đường nữa rồi mình sẽ trà sỉ cho mọi người coi sao. Vô một đường nữa nè, đây là cái đường không dùng khí mình thực hiện này đó nè. Thường hàng không dùng khí chúng ta không cần gắn cái cục khí vô đâu. Và cái hàng thấy cái lửa của nó rất là mạnh, và nó đốt cái cục sắt 30 ly này là như là ăn gỏi vậy đó. Nếu mà mọi người có cầm được cái nón coi trực tiếp giống như mình đang hàng mới thấy được, nhìn qua màn hình không thấy được cái sức mạnh của con máy này, quá kinh khủng luôn á, nó mạnh như trâu vậy đó. Rồi cái hàng thấy rất kỹ, bây giờ mình sẽ trà sỉ ra cho mọi người thấy nè. À, rồi. Rồi, thấy sáng dưới không? Rồi, đây nữa nè, trà nhẹ ra. Thấy không? Thấy nó tróc ra cái hàng không? Này trà nè. Kinh khủng khiếp sức mạnh của nó. Rồi xong rồi đó. Không cần nói nhiều nữa đâu. Đó, bây giờ mình xin phép dừng cái video này lại cho cái dòng máy MiG 315 VS đến từ thương hiệu Top Gun rực rỡ lòng em này.